Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. À, cuối cùng qua màn 2 rồi. Theo tôi nhớ cái màn này là cái trò gì tách kẹo đúng không? Mà tôi đọc trên mạng là mấy kẹo hình tam giác tròn vuông gì ô ở gì ta cái dùi á. Trời mấy cái đi dễ. Trời tôi làm cái làm xong mà. Rồi hộp kẹo đây rồi, coi hình gì đây nè. Tan 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 tan. Thôi anh hình tròn ơi, anh lấy cái dép anh bán cho mặt em xong để em loại đi chứ cái này sao chơi anh. Trời đất ơi, cái kẹo gì mà hình vậy, sao sao mà tách được. Alo anh ơi, anh có vô lý không vậy anh? Người chơi số 25 loại. Ôi trời đất ơi, tự nhiên bị loại à. Ủa khoan, cam môi với rô cũng bị loại luôn á hả? Trời ơi, bây giờ chị làm bản thân sao chị cũng bị loại vậy? Trời đất ơi, kẹo cho người ta xong rồi cái kẹo phụ cái gì vợ luôn. Ờ tự nhiên là tôi bị lỗi mọi người. Trời đất ơi, ủa khoan, cái phần thưởng gọi là mấy tỷ kim cương đấy tụi mình không được nhận luôn á mọi người. Từ tôi hỏi quản trò coi. Trời hai anh gọi là gì tam giác về hình tròn người gọi là gì ta canh rồi tôi luôn mọi người. Ờ anh quản trò cho tụi em hỏi tôi có thể gọi là chơi lại được không vậy? Chơi lại được nhưng mà thiếu người. Hả, thiếu người hả? Ủa chẳng lẽ ba người? Ủa khoan, ủa bà mây mây đâu rồi? Ủa gì kì á? Ôi nó mất rồi, hình như còn thiếu ai nữa ta, còn thiếu Sam nữa nè. Trời đất ơi, tính ra lúc đầu là có 5 đứa, giờ còn 3 đứa à. Ờ ha, sao mà chơi được, trời đất ơi. Thôi chơi. Ủa khoan không mọi người, nghe tiếng gì mà radio dữ vậy? Ủa khoan. Ủa đây vậy? Ủa sao cái tiếng này nó bắt đầu từ hai cái gọi là ống kính này nè. Ủa gì vậy? Ủa khoan, ủa mọi người, đây là khoan người chơi 001, người chơi 11. Ủa cái rắn quýt tao vợt. Ủa cái đây đâu vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao mọi người cũng đây vậy? Quá tao heo. Mọi người sao bị đâu vậy? Dạ, em mọi người sao dịch vô trò chơi xong dịch đi ngủ luôn vậy? Alo dạ trời. Cái gì vậy? Ủa trời đất ơi, ủa hai người có biết hai người đó ở đâu không vậy? Trời ơi, ủa sao đang ngủ mà bê qua đây vậy? Ủa mà khoan ơi, tính ra 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, tính ra đủ 5 người luôn á mọi người. Ê, vậy tụi mình có thể gọi là tham gia trò chơi gọi là gì ta, trò chơi con mực coi đúng. Sim ơi, còn thiếu cả người coi nhưng mà không hiểu sao bị thì như không cho chơi sao. Ủa Mimi, ủa bà cũng bị loại luôn hả? Trời đất ơi. Ê, tập hợp tất cả mọi người ở đây, thử quay đây, tập hợp tất cả làm như thế nào cho em coi. Tập hợp, trời đất ơi, các bạn ơi, tính ra trong tập trước của mình là mình có gọi là 5 người nhưng lần này sẽ có 6 người rồi mọi người. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ cùng cố gắng chơi cái trò chơi con mực này thêm một lần rồi để coi ai sẽ là người gọi là chiến thắng và tụi mình sẽ cố gắng rinh phần thưởng về nha mọi người. Còn bây giờ, let's go. Ok, hello, chúng ta đã bắt đầu trò chơi này mọi người rồi. Và cũng như luật lệ cũ và tôi đã nghe cái bà với ta chỉ thông báo cái trò này luật lệ rất là nhiều lần rồi. Đây, ok. Hình như lần này nó sẽ cho mình gọi là chọn gọi là gì ta, người vô tội với là người gọi là gì ta, người đi gọi là ú à, gọi là bằng một phong cách mới cho mọi người. Rồi bây giờ mọi người chọn cái hộp mọi người gì ta muốn đi. Đấy, tôi sẽ chọn bên này. Đâu, ok, bây giờ tôi sẽ chọn bên này. Tôi sẽ chọn cái gì đây, tôi sẽ chọn cái này. Rồi, đây, rồi bây giờ là cho cây đan bấm trước. Đây, cây đan bấm đi. Màu xanh rồi, cam môi. Đấy, ok, ok. Rồi, mời em mọi người thấy tụi mình gọi thật bấm. Ủa, cái mình là màu xanh nè mọi người. Ê, hên quá. Ok, các bạn ở trong tất cả các người chơi thì Rô lại là chị gái búp bê rồi mọi người ơi. Ok, mời Rô lên thớt. Ok, các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu rồi. Đây, mời tất cả mọi người qua đây nè. Đấy. Ok mọi người, trong cuộc chơi tự chiến à nhầm, trong trò chơi lần này chúng ta có hai nhân vật mới là Kairon với Mr. Vật. Ủa gì vậy anh? Ủa gì chưa bắt đầu trò chơi mà? Ủa gì vậy anh? Ủa? Trời ơi, chị nhảy cho chị nè. Cái này thấy Simbi có quay rồi, anh có coi clip nha. Đó, Simbi anh phát hiện là nhà cái trò này là Simbi ngày hôm bữa ca mùi bắt ghê lắm. 1, 2, 3 cái mà nhúc cái ca mùi bắt. Đó. Lần này là chị búp bê Siro, chị búp bê Siro. Đấy, ok, ok, ok. Búp bê Siro có thể làm được như chị búp bê ca mùi không? Đúng rồi, ok, ok. Rồi, bây giờ, và chị búp bê. Ủa gì vậy? Rồi, xong.
Ok ok rồi. Để cái cây sẽ nhảy một bài nè để cho giải khỏa tinh thần. Ok. Vật vô lục thì mọi người cũng biết hết rồi, người thì đã chơi rồi, người thì cũng đã gọi là coi video rồi. Thôi mình không còn coi nhiều, giờ mình chơi luôn nha. Giờ 3, 2, 1, đèn xanh, đèn đỏ. Rồi ok, dịch chưa qua mong chưa qua mong chưa. Đâu qua đâu. Chưa qua. Ok rồi nha, 3, 2, 1, đèn xanh. Đó. Chưa. Trời đất ơi, ủa sao Capu chưa đi vậy mọi người? Quê này bị lẫy rồi. Đâu tôi vẫn đang ở đầu vạch, tôi chưa đi thôi, chưa đi nhá. Ok. Ok. Trời đất ơi, chị bắt bê đúng gác luôn á. Quê này bị lẫy rồi, quê này bị lẫy. Ủa sao chị bắt bạch thì chơi gắt quá vậy? Trời ơi, chơi gắt quá à. Trời ơi, lâu lâu là bắt bơi quá vậy mà phải gắt gắt chứ chưa rồi rồi á. Đi xa. Chị búp bê ơi, chơi biểu kiến gì ơi, con bướm bướm nó đang bay về dưới được kìa chị. Trời ơi. Đâu, bướm đâu? Nè, chị chạy tới, con bướm bướm kìa. Chị chạy tới, chị giết hộ chị ơi. Chị chạy. Con bướm đâu, con nào? Rồi, chị chạy. Để chị, đâu, con nào, dám làm phiền cái cưng. Đúng rồi, chị, để đây cho. Mày, con bướm. Ủa, khoan. Chị ơi, em không thấy chị à, đây. Ủa, chị ơi, cho em hỏi xíu được sao đầu chị hơi kỳ á chị? Em thấy đầu... Dạ, chị làm ăn trời, em làm ăn trời. Dạ, chị là số 1. Em ăn người chơi cái con đúng không ạ? Em không biết, chị thấy em hết em mà chị. Dạ, chị cứ bắt đầu chị chơi đi, em sẽ chơi mà. Em đang chỗ đi đâu vậy em? Ủa, sao mà không thấy ta? Ủa, cài đâu? Mi đâu? Bị bà làm gì em ơi? Nó bị lỗi sao rồi anh Khai? Anh Khai đó. Cảm ơn nha. Bây giờ tôi thấy cảm ơn còn đi chuyển luôn. Chị ơi, nhưng mà chị đèn đỏ cái là em ngừng rồi. Chẳng lẽ chị quay trước khi chị nói à? Em nói xong nó quay mà. Chị quay trước khi chị nói thì là cô không đúng. Đèn đỏ. Sao bây giờ nói? Đề nghị là lập trình lại cái con búp bê nha, con búp bê này hơi sai nè. Trời ơi, chị okay. Em có ý kiến. Ok. Em có ý kiến đề nghị lập trình lại chị búp bê tại vì chị búp bê quay trước khi chị nói. Đúng rồi, chị phải ý kiến là quan trò này. Hay luôn. Chị là số 1, tụi em không dám. Dạ, không dám. Đúng vậy, đây là sân chơi của chị, mấy kênh không được quyền ý kiến rồi. Dạ. Này, đèn khai, đèn đỏ. Ủa khoan, cái đâu rồi, cái đâu rồi, cái. Ủa khoan rồi. Cái đây, đèn đỏ. Ok. Rồi, chị không thể nghe đâu. Trời ơi, chị búp bê gì coi. Đừng may là em lướt qua thấy rồi nhưng mà em rung lên bị lạc mất. Mình chơi hay lắm mà đi tâm trừ khi bạn lắc thôi. No, mua à. Oh my god. Chị không chơi trò đó được với em đâu. Hello, em không chơi được trò đó với chị đâu. Chị đi xa vậy đó. Trời ơi. Không có kịp báo. Yêu cầu cho búp bê này nó bị lag rồi em ơi. Nó còn quay chứ gì nó nói mà. Ok. Ủa con nó quay này đó. Chị không quay nha. Dạ. Em chắc chắn là chị không quay. Nếu như mà mấy kênh nào mà coi video của Simmy ấy, mấy kênh làm chính giúp chị là chị vừa nói chị vừa quay cùng lúc nha mấy kênh. Đấy. Trời ơi, mình thấy trời ơi, vịt mui là di chuyển cùng lúc luôn. À, mà mới cảm giác là vịt có rất là hay luôn. Vịt có một số lúc nhúc nhích nhưng mà chị gọi là búp bê không thấy không mọi người. Không hề nhúc nhích luôn. Thì ra chị búp bê là chị đi thích mấy cái vịt rồi. Thấy rồi là mình thấy ấy, là vịt với mui nhúc nhích cùng lúc này. Nhưng mà bởi vì cặp đôi này quá hoàn cảnh nhiều và quá là nhạo nên là mình sẽ bỏ qua đấy. Trời ơi. Ghê. Chị búp bê là chị thích vịt đó.
chết chết bên đây mình mà nãy giờ vịt không bị chết mà mui bị chết mày đâu. Thế chắc là mới ra to. Tao la sao tôi ăn mui mới bị cái giờ mới này sai này đó. À Mimi. Ủa Mimi đâu? Ê mọi người, mọi người cảm giác bé búp bé chỉ búp bê này có vẻ hơi dữ mọi người. Trời gắt luôn á. Gắt hơn mọi người. Mọi người mình thấy cái chị búp bê từ ca mui nó dễ thương như nào thấy không? Em sai người đó. Ui. Mình nó ghê quá mọi người. Trời chị ơi. Không? Cái gì cái đi? Cái gì không? Chị nè. Chết. Tại sao mình lại thả ship? Trời ơi, thả ship. Em thả ship. Trời ơi, em thả ship. Trời ơi. Tìm ơi là ship. Một sự vô tình như đã giúp cho chị búp bê này gọi là có thêm một kill à nè. Ok rồi. Rồi nha. Chàng sai này nọ. Không có đâu chị ơi, em thả đi anh cô. Chàng sai này nọ. Oh my. Búp bê này nó nếm à. Nếm không có trầm cảm luôn. Nếm mày quá luôn. Chàng sai này nọ. Ok. Chị nhìn cái thằng mà đầu em kia người chị ơi. Em thấy Camu di chuyển chị ơi. Em thấy Camu di chuyển. Cho lỗi lại chị ơi. Người đó. Em đứng yên. Em đứng yên rồi. Em đứng yên rồi. Đúng rồi. Đúng rồi chị ơi. Chị cho bạn tóc trắng xuống đi chị. Em gặp tóc này. Chị cây nhắn. Em xin lỗi chị vì lúc nãy em chơi chị xấu. Ok tiếp nha. Đừng sai người đó. Hình như vịt sắp thắng rồi mọi người, vịt sắp thắng rồi, vịt chị đó. Sợ lắm luôn á mọi người. Sao bé nhỏ vậy? Sao bé nhỏ vậy? Anh sai rồi đó. Trời ơi, thấy rồi. Được rồi, nhanh nha. Ôi. Anh sai rồi đó. Ôi, nhanh. Ê sao vịt anh sai rồi đó. Ôi, vịt may à, vịt may à. Trời ơi, vịt may à trời. Anh sai người đó. Tao biết. Tao biết. Trời đất ơi, tôi thấy có người may mắn. Anh sai người đó. Ôi, chị phải coi người ta được. Vịt thắng rồi. Ok, ok. Đúng rồi, đúng không? Anh sai. Không thả ship. Hứa với lòng là không thả ship. Không thả ship à? Đừng bấm ship được bao lâu? Đừng mà. Đừng ship bấm ship được bao lâu? Đừng mà. Đừng. Ok, thả ship rồi, thả ship được rồi, thả ship. Cái đó đâu ấy mọi người? Cái đó sao đâu em? Ủa khoa, Camu đang chơi một cái skill là đang nhìn hướng bên này mà đi thẳng được hay vậy? Ủa? Có đâu? Ai người đó? Trời chưa kịp đi mọi người. Trời ơi. Ai người đó? Chị ơi đừng nhìn em chằm chằm em sợ chứ. Ai người đó? Cha đó. Mất cái dưới đèn luôn rồi. Dưới đèn đèn. Trời ơi nhảy tôi đèn hồng trời. Ô mà. Cảm ơn trời ơi, khó quá à. Oh my god. Tôi đề nghị chị này lập trình lại làm sao cho đúng có thành cả con này. Ô qua cái má mà lắc đầu chứ, phải lắc đầu. Trời ơi, bị lừa. Trời ơi. Phải quay đầu chứ chạy lại. Đúng rồi. Cô búp bê này nó bị... Búp bê này búp bê thông minh, búp bê với trí não, búp bê lừa được, hiểu không? Cái là em phải dùng tay và mắt để chơi, không phải dùng tay này được. Mọi người nhìn nào, nó mất nửa cái đầu ấy, mọi người đừng hỏi vì sao. Chị búp bê mất não, mọi người chị búp bê mất não nha, ok. Đang xa rồi đó. Trời ơi, chị kịch liên quá trời. Nhanh nha. Đang xa rồi đó. Ok, vừa lúc. Sao chị lại ngớt lên vậy trời? Sao chị lại ngớt lên? Chị ơi, người chơi trong môn văn hóa chị ơi. Cái này là người chơi gì để chơi?
chuẩn kìa chị ơi, giết người chơi vừa rồi đi chị ơi, vừa ra mặt khỏi vạch đỏ rồi chị. Đúng rồi. Qua vạch đỏ nè. Đây sao anh đã? Trời ơi, quay một vòng. Ê chị ơi, người chơi biết tâm mình chơi ra rồi chị ơi. Ra rồi thì người ta thắng rồi, người ta thắng rồi, ra win rồi. Từ, chị búp bê này đang chơi cái trò quay vòng tròn. Đèn xanh, đèn đỏ. Trời cái gì má. Đèn xanh, đèn đỏ. Ồ, đi ra đây, đi ra đây. Ghê. Chị ơi, em sợ chị lùi đi. Đèn xanh, đèn đỏ. Đèn đỏ. Ok, anh sai anh cái nào? Trời ơi, tôi sai rồi. Chờ rồi. Em chưa bắt đầu. Em chào chị, em chào chị. Ok chị. Đây cho em. Đây đó. Cái win rồi, yes. À, trời ơi. Đây cho em, đừng đó. Ok. Đây cho chị, đây cho chị. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Bên kia. Oh my god. Ôi. Hồi nãy á, đây là mình mới tả lại để không mấy bạn chơi là búp bê ăn gian à. Này hồi nãy là cái lần đó đây à đúng không? Bà Mimi bạn chạy tới đây nè. Xong rồi búp bê quay lại cố nhảy qua hèm cái nữa. Đúng rồi. Mình đang đứng yên mọi người, mình đang đứng yên rồi, đứng yên mọi người. Đi mày, cố lên đi mày, xin sẽ được giải thưởng. Ok. Rồi đang sang này đó. Ủa? Cái sao quay tay cái sao? Luôn. Chị cứ đứng đó đi, để ca nhảy làm phù họa cho. Đó, để ca nhảy. Bây giờ mình chơi như thế này nè. Mọi người đứng nhảy, đứng nhảy mọi người. Ok. Mới cuối cùng. Đây sai này đó. Đừng có nhảy. Ok, còn chắc Bibi đâu mọi người. Ok, con chắc mê mê thôi mọi người. Mọi người, mình tới đây. Mình tới đây, mình nhảy đi mọi người. Trời ơi, Bibi. Quay lưng lại để đất bớt phân tâm mọi người ạ. Ok. Không bị lừa. Đấy. Mọi người, rồi xong bà đi kiểu về, alo mấy bạn ơi, mấy bà đi. Đó luôn kìa. Rồi. Rồi, ok. Rồi, vậy xong. Trời ơi, ok. Trời đất ơi. Ok các bạn, trong video này các bạn cũng đừng quên xếp hạng từ gọi là top 1 tới gọi là top 6 cho mọi người. Trời đất ơi, tôi không ngờ tôi là top gần cuối luôn mọi người, tức ghê. Ok các bạn, thì các bạn thấy video này như thế nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Các bạn thấy chị búp bê hôm nay có duyên dáng không? Chị ấy đã bị mất một đạo và tôi hiểu lý do tại sao chị ấy lại pro như vậy nha mọi người. Đây ok, tất cả mọi người tập hợp tới đây là tập. Nói chị búp bê vậy đó là chị búp bê với cái đầu như này à. Trời đất ơi, mốt chị búp bê chứ. Đấy, ok các bạn cũng đừng quay bình luận phía dưới quay ai là người đứng top 1 và ai là người đứng top cuối cho mọi người nhớ nha. Còn bây giờ thì bắt mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye.